có khi là người ta phải thoát bằng cách là cưa cái chân của bản thân, hay là người ta phải thoát là phải cắt cái gì đó trên cơ thể, hay là làm rất là nhiều thứ. Đó là cái trò tiêu khiển của cái tên giết người này. Do you wanna play a game? Hiện tại mình đang livestream trên Facebook vào lúc 6 giờ từ thứ hai đến thứ bảy. Đừng quên ấn vào nút theo dõi để không bỏ lỡ buổi livestream nào nhé. Hẹn gặp các bạn tại trang Facebook của Usbogon. Còn bây giờ thì hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Bugo đây và chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ có một buổi reaction về một người phụ nữ có thể hóa trang tất cả mọi thứ trên thế giới. Ok, thì trước khi bắt đầu vào video thì nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel của mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nha. Còn bây giờ thì lên miếng muối coi. Ngon. Và chủ đề lần này của cô ta đó chính là những nhân vật creepypasta cũng như là những nhân vật kinh dị nổi tiếng. Let's go. Ở đâu lại nữa rồi? Sao mỗi lần mà tao quay video là cái cô đốt ghê này nó ra vậy? Dẹp qua bên. Ok, đây là người phụ nữ có thể hóa trang mọi thứ trên thế giới. Và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký cho Kika Studio. Ok, còn bây giờ thì vô, let's go. Không biết là chủ đề lần này, đúng rồi, chủ đề lần này nhân vật đầu tiên đó chính là Joker. Joker. Và mấy bữa nay thì chúng ta đang gọi là gì ta, có được một cái bộ phim về Joker năm 2019 hơi bị mới. Đối với mình thì mình sẽ không chấm thang điểm 10/10 nhưng mà mình sẽ chấm 8/10. Cô ta đang vẽ cái áo mà gọi là áo đặc trưng của Joker, đó chính là màu tím. Áo Joker là áo màu tím, áo một cái bộ gọi là một bộ vest hay là một cái bộ gì đó, một cái bộ áo tay á màu tím. Ôi, mặt Joker là phải trắng anh em à, phải đánh trắng vô. Găng vàng, găng hút thuốc lá nhiều anh em, găng hút thuốc lá nhiều phải găng vàng. Ui, anh em có thể thấy cái mang tay, mình cảm thấy là cái cô nàng này hình như làm cái mang tay nó chưa đủ bự. Nhưng mà thôi, đối với lại một cái người nghệ nhân vĩ đại như thế này, gọi là gì ta, tay nghề cao như thế này, mọi thứ đều có thể hóa trang được. Và nếu các bạn thấy thích thì đừng quên để lại một like cũng như là một chia sẻ, cũng như là một subscribe cho mình và channel này nhá. Ui, ủa nhưng mà sao cái cổ nhỏ vậy bà chị? Để cổ bình thường cũng được mà. Ui. Và có một điều đặc biệt là hình như cô ta vẽ không phải là sai nhưng mà hơi bị lệch tí. Cái áo màu tím là đúng rồi, nhưng mà cái áo trong á, mình nhớ cho cơ áo màu áo trong là màu vàng một tí. Có một cái gọi là gì ta, một cái fact mà mình sẽ giới thiệu và đặc biệt là spoil cái bộ phim Joker đang chiếu ngoài rạp, đó là Joker bận một bộ đồ màu khác. Hình như là màu đỏ, đúng rồi. Khi mà lên gặp cái buổi phỏng vấn với lại ông Murray, theo mình thấy là gọi là gì ta, Joker là cái gọi là gì ta, cái thương hiệu của ông ta, cái thương hiệu bận áo là màu tím mà tại sao lại bận màu đỏ. Thì khi mà ngồi lên cái chiếc ghế đó, đèn màu xanh chiếu vào màu đỏ cộng màu xanh thì trên TV nó sẽ thấy ra màu tím. Cái đó là cái cực kỳ xuất sắc của đạo diễn anh em à. Mà mình coi mà mình gọi là gì ta, mình coi mà mình hết hồn. Oh wow. Và cái áo thì hình như là màu gì á, thì khi mà kết hợp với màu xanh nó sẽ ra cái màu cam cam vàng vàng á anh em. Đặc biệt luôn, nó sẽ trở về là cái màu nguyên bản của Joker. Mình coi mà mình hết hồn luôn anh em. Còn bây giờ thì anh cô ta đã xong nhân vật Joker rồi. Nhân vật creepypasta kinh dị tiếp theo là ai? Mũi cài quá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với lại nhân vật kinh dị tiếp theo là ai. Và đây, nhân vật kinh dị tiếp theo, đố các bạn là ai với cái tóc màu cam này. Một nhân vật cầm cái dao và không phải là người thiệt. Cho các bạn 5 giây để đếm. 5 4. Có cái gạch gạch trên mặt nữa, có mấy đường cắt nữa. 3 2 1. Đó chính là chú hề. Không phải chú hề. Chú búp bê giết người, gọi là chú búp bê ma quái đó. Tại sao hôm nay tôi diễn lố vậy? Thôi kệ mẹ đi. Ok, thì đây là chú búp bê giết người, Chucky. Thì tóc là giống rồi đó, tóc màu cam giống rồi đó. Nhưng mà tại sao lại đẩy hết qua một bên vậy ta? Chucky thì đầu nó bị hói nhưng mà nó cũng có tóc chứ không phải là kiểu hói hói kiểu này. Uầy, 3D thực sự luôn á anh em.
Và cô nàng này đã có một đứa con thì đứa con rất là kháu khỉnh. Và đứa con thì là gọi là gì ta? Là những cái động lực cũng như là những cái ý tưởng mà cô ta có thể làm. Giống như con mình thích Woody. Và cô ta cosplay Woody luôn. Con mình thích nhân vật gì là cô ta cosplay hết. Thì nếu các bạn ủng hộ thì mình sẽ reaction thêm. Đây là cái áo mà gọi là gì ta? Áo mà nó có hai cái dây này nè. Và nó bấm lại. Rồi áo jean á của Chucky. Wow, tu nhanh cơ. Wow. Chắc mấy cái màu này dính lên người không có bị không có ảnh hưởng về da. Chứ mấy cái màu này mà dính về da là chết anh em à. Hồi nhỏ mình cứ là sợ chú cái con búp bê này. Coi bây giờ mình coi mình cũng sợ. Ok, bắt đầu cô ta cắt rồi, vậy là hợp lý rồi đó. Phải đẩy qua bên đây chứ. Ôi. Làm cái kiểu này giống như là da bị rọc ra vậy đó anh em. Nhắc lại một lần nữa thì các bạn cũng đừng quên chia sẻ và nhấn nút đăng ký để mình đạt được 2 triệu sub trong năm nay, cũng như là giúp cô nàng này, theo dõi cô nàng này, nhấn vào nút đăng ký cho cô ta để gọi là gì ta, cô ta có thể gọi là có động lực ra thêm nhiều video nữa nha mọi người. Ủa tại sao lại đánh màu đen ta? Mình hơi thắc mắc anh em à. Tại vì đầu Chucky nó cũng đâu có màu đen đâu. Hay là cô ta định gọi là gì ta, định chế thêm, định biến tấu thêm. Một nửa là ma, một nửa là Chucky. Ô, Chucky mất nửa cái đầu rồi. Ở đây có hình ảnh máu me kinh dị quá. Mình sẽ tua nhanh qua nha anh em. Giống thực sự luôn anh em à. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại nhân vật tiếp theo. Đố các bạn là ai? Và đây, nhân vật tiếp theo. Mình cũng không biết là ai hết á. Nani? Tại vì mình không có coi ông này. Nhưng mà ông ta cũng là kẻ giết người. Ông ta làm trong một gánh xiếc. Thì trong gánh xiếc thì thường là chỉ có voi, sư tử, mèo, gắn, gích, trù mây gì đó, bla bla bla, mùa vũ công này nọ. Nhưng mà trong một gánh xiếc luôn luôn sẽ có một người. Đó chính là chú Hề. Nhưng mà này là khác hẳn mà Joker nha anh em. Khác hẳn Joker nha, đây là chú Hề giết người. Chú Hề ma quái gì đó. Ui. Đánh phấn vô nữa, trời mặt chưa đủ trắng hay sao mà quất phấn vô nữa. Mấy cái bộ kia đã đủ trắng rồi. What? Cái này là cái lông mi hả? À? Lộn cái lông mải hả? À? Hay là cái gì bị cắm sừng? Cô ta đang nhìn lên cái hình đó, cô ta vẽ lại luôn á. Cô nàng này vừa là một người make up chuyên nghiệp, vừa là một họa sĩ đỉnh cao. Oh my god. Răng nè, cô ta đang vẽ răng nè, cô ta đang tô răng lên nè. Bây giờ chúng ta sẽ tô nhanh nha. Cái mang cười gì kỳ vậy? Không lẽ cầm dao ngồi gọc ra hình như vậy? Ui. Đẹp thiệt sự anh em à. Ui, nhắm mắt lại là cái con mắt nó giống như là mắt quỷ á, màu vàng xong có cái chấm màu đen. Và nhỏ cũng sợ con mắt này lắm á. Yêu. Đó, gắn cái mũi đỏ vô. Chú Hề giết người. It. Giống ha. Giống It ha. Dạo gần đây cũng có It phần 2 anh em à. Toàn là những cái bộ series kinh dị hay không à. Tôi rất là thích. Công nhận là It phần 2 hay thiệt. Ok, các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký cho Kika Studio. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ gọi là gì ta? Đến với nhân vật cuối cùng. Đố các bạn biết là ai? Let's go. Và đây, nhân vật cuối cùng. Do you wanna play a game? Thì nghe câu này thì những ai là fan của phim kinh dị thì sẽ chắc chắn biết là đây là Jigsaw. Có nghĩa là cái ông mà ngồi đạp cái xe mà gọi là gì, xe con nít. Có hai cái má xoắn như nè. Rồi hỏi là mày có thích chơi trò chơi không, và nhốt nạn nhân vô một căn phòng, hay là nhốt nạn nhân vô cái gì đó, và bắt nạn nhân là gọi là thoát khỏi chỗ đó bằng những cái gì có trên hiện trường. Có khi là người ta phải thoát bằng cách là cưa cái chân của bản thân, hay là người ta phải thoát là phải cắt cái gì đó trên cơ thể, hay là làm rất là nhiều thứ. Đó là cái trò tiêu khiển của cái tên giết người này. Ok. Rồi nói chuyện gì vậy? Ôi tao vẽ sai rồi. Oh my god, đúng không? Đang dịch đại đó anh em. Trời ơi, đáng lẽ là tao phải quất cái hình tròn chứ tao dễ sai. Ồ không, tao vẫn có thể sửa lại được. Mình đang xào chó đó, không biết tao nói gì nữa tại mình tắt tiếng rồi. Ngứa, rồi bắt đầu rồi, ăn da đầu rồi. À, bà ta đang bị ngứa. Oh yeah. Còn bây giờ là cái này tô màu đỏ nữa. Ui, con mắt đỏ chót anh em. Đeo len đỏ nè. Len này là len quỷ nè. Wow. Do you wanna play a game? Sao không có đậm gì vậy? À, một lát mới tô. Hơi bị giống luôn. Ôi. Mà mình đã thấy đa số toàn mấy thằng kẻ sát nhân toàn là cái mặt màu trắng không anh em. Ui. Ok.
Đây là nhân vật giết người bằng những cái trò tiêu khiển của hắn ta, chỉ để gọi là gì ta mấy cái người mà đã từng tạo ra nghiệp á, nên là hắn ta muốn người ta trả, nó làm những cái chuyện xấu mà muốn người ta trả đó. Video này cũng đã dài rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Nếu các bạn thích thì đừng quên để lại cho mình một like, share video để ủng hộ cho channel mình. Còn thấy tốt hơn nữa thì các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo từ video mới nhất nhé. Và đừng quên qua channel của Kika Studio để ủng hộ cho người phụ nữ đỉnh cao và giỏi nhất thế giới về bộ môn makeup biến hình. Tôi chế vậy, tôi nói đại vậy, tôi cũng không biết là cái này cái bộ môn gì nữa. Cái này là cái nghệ thuật gọi là gì ta, makeup biến hóa rồi cải trang đó. Ok, hẹn gặp các bạn trong video kỳ sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, peace.